Chán bố thật ấy. Chưa hiểu cái chuyện gì ra đấy làm loạn hết cả lên. Loạn cái gì mà loạn? Nhìn cái sự việc thế, ai chẳng ngứa mắt. Ngứa mắt cái gì? Đây là con đi tiếp đối tác làm ăn, chứ không phải đi chơi đâu. Tiếp đối tác làm ăn. Tận mắt tao nhìn thấy, mày với cái con ấy cầm chân cầm tay nhau. Ok. Đấy là con đỡ cô ta. Thôi đi. Tiện có bố ở đây con cũng nói luôn. Từ nay con không quan tâm đến cuộc đời của con trai bố nữa đâu. Cho nên những chuyện ở Mỹ giữa bố và anh ấy đừng mang đến đây. Con không giải quyết đâu ạ. Sao con lại trách bố? Trước con có nói là nếu mà có việc gì xảy ra thì bố phải báo với con ngay. Bây giờ con lại nói con không quan tâm đến nó nữa là sao? Thế bây giờ tự nhiên bố làm ầm ĩ hết cả lên. Thằng Đôn nó biết chuyện của vợ chồng con rồi. Bây giờ con biết nói với cháu thế nào ạ? Cháu tha hương bao lâu nay, bây giờ quay về làng lại được các chú hỗ trợ như thế này, cháu cảm thấy xúc động quá. Đúng là không đâu bằng làng mình các chú ạ. Cái ký ốt ấy đẹp đấy. Chẳng qua doanh nghiệp cũ họ bị ảnh hưởng bởi dịch dã nên phá sản. Chứ bình thường ra khối người muốn nhảy vào đấu thầu mà không được đấy. Đúng thế đấy cô ạ. Cái ký ốt đấy xã định giao cho đoàn thanh niên làm kinh tế, chứ không có ý định là đưa doanh nghiệp vào đấu thầu đấu thiết gì cả đâu cô ạ. Vâng, cháu biết mà, nên là cháu biết ơn các chú lắm. Thôi thì ai thuê cũng là đóng thuế cho xã, chi bằng là mình cứ tạo điều kiện cho con em trong làng trong xã thuê chú nhỉ. Quá đúng. Cô Ánh này, cô đúng là vừa hay lại vừa may. Cô có duyên với cái ký ốt đấy đấy. Nhưng để có duyên hơn nữa thì cô hãy tạo điều kiện công ăn việc làm cho thanh niên ở trong xã, để nối tiếp cái truyền thống tương thân tương ái của quê hương mình cô ạ. Ôi trời ơi, cái này thì nhất định rồi chú ạ. Các chú gieo duyên tốt cho cháu như thế này, cháu sẽ cố gắng ạ. Người ta nói không sai đâu. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Ơ kìa cô Thoa, cháu đang đứng ở ngay đây. Cô muốn nói gì nói thẳng vào mặt cháu rồi này, cô đừng ám chỉ. Cô nói thẳng nhá, thằng Thắng nhà cô nó hiền lành, thương người nên ai nhờ gì nó cũng giúp. Nhưng đừng vì thấy nó hiền lành mà lợi dụng. Nó có ngu thì nó còn có mẹ nó nữa. Cháu chẳng lợi dụng gì anh Thắng cả. Bọn cháu chơi với nhau vô tư. Anh ấy giúp cháu cái này thì mẹ con cháu cũng giúp anh ấy cái khác. Anh Thắng, anh nói với mẹ anh đi, xem mẹ con em lợi dụng gì anh không? Không lợi dụng gì đâu mẹ. Cô Lụa giúp con nhiều lắm. Đúng là đúng đây. Rồi cũng có ngày mày sáng mắt ra thôi. Ô, này nhá, em nói thẳng sự thật mất lòng, anh đừng có giận. Bọn con gái nó kháo nhau ấy, là mẹ anh ghê gớm đanh đá quá, nên chúng nó sợ không dám về làm dâu đấy. Nhưng mà anh thấy em có sợ đâu.